Chai lớn với ly nước dừa hạ quả, cho cả nguyên trái luôn. Uống nước ở đây mà khẩu vị thấy không ngon thì một đổi một hoặc là hoàn tiền luôn. Khách phản hồi về cái món nào đó nó không ngon, bên mình cũng sẽ giải quyết là cho khách chọn một món khác để bên mình gửi lại luôn, hoặc là bên mình sẽ hoàn tiền là cái bước cuối cùng. Địa chỉ mình đi ngày hôm nay là số 10, đường Mạc Đỉnh Chi, quận 1. Bán từ 5 giờ rưỡi chiều cho đến 11 giờ 15 đêm. Không gian quán chỗ này rất là thoáng mát, đúng chất quán local Sài Gòn luôn. Kiểu ngồi vỉa hè, uống nhâm nhi một ly nước, nói chuyện với nhau, rồi ngắm đường phố xe cộ, rất là chill nha. May mắn cái là mình có một cái đoạn chỗ ngồi nó cũng khá là rộng dài, có thể nhìn ngắm đường xá được. Chỗ này bán được hơn 9 năm rồi, cũng gần một thập kỷ, tuổi thơ và kỷ niệm của rất là nhiều người. Ở đây làm nước sẽ là quầy mở, cho nên mọi người hãy quan sát được quy trình làm và chất lượng. Đa phần ở đây nghiêng về trà trái cây, mà trái cây một tuần chỉ nhập 2 lần, đảm bảo là nhập trái cây tươi, đặc biệt là chế biến sử dụng trong ngày, còn qua hôm sau là hủy. Còn nếu những cái trái cây mà ngâm thì tối đa cũng chỉ được 3 ngày, là phải đổi mới ngay lập tức. Một số bạn á thì sẽ nhận xét là quán của mình nó giá nó hơi cao nha, do nó nằm ở quận nhất á, mình hoàn toàn chọn những cái nguyên liệu có tên tuổi, nó tốt, nó lành á. Về các món nước thì menu ở đây có rất là nhiều loại, mình đề xuất cho bạn đầu tiên là dừa hạ quả, size nhỏ là 37 và size lớn là 47 ngàn. Một cái món rất là đơn giản là nước dừa nguyên trái như thế này, kết hợp với mật ong, hạt đác, cao quy linh, xí muội, tất cả những nguyên liệu đều tốt sức khỏe, giải nhiệt. Uống này rất là mát mà dính nha, tôi là tôi mê cái món này nhất. Tiếp theo trên thị trường bây giờ quá hot cái món trà chanh giả tay rồi. Trước khi cái món này hot thì quán cũng có cái món gần tương tự như vậy, là trà nho xanh chanh vàng, 38 và 49 ngàn một ly, thay lớn và size nhỏ. Thay vì giả thì đây sẽ là dầm để tạo ra cái mùi tinh dầu nhẹ, không bị quá đắng, một sự kết hợp lạ nhưng mà cũng khá là ấn tượng, vị chua chua ngọt ngọt và thơm của chanh vàng. Còn về món trà sen xoài thì với khẩu vị của mình thì cần đậm vị xoài hơn nữa, nếu topping hạt lựu xoài thì càng tốt. Còn không thích những món lạ thì hãy chọn những món quen thuộc như là trà mãng cầu. Thật ra về giá cả hỏi mình là có đắt không thì cũng phải nói là đắt hơn mặt bằng chung xíu nha. Thứ nhất là mặt bằng quận 1, thứ hai là tất cả nguyên liệu đều tên tuổi và chất lượng nhất, cho nên cái giá cost cũng cao. Cần đâu đong đếm thì mới cho ra cái giá cuối cùng. Tại vì cái menu của mình nó thiên về trái cây tươi nhiều á, tất cả những cái sản phẩm mình đã cắt hay là chế biến hay là sơ chế trong ngày á, qua ngày hôm sau là mình sẽ hủy đi. Về phản hồi đóng góp ý kiến thì mình nghĩ hiển nhiên quán nào cũng sẽ có, quan trọng là cái điều lắng nghe và thay đổi làm sao cho nó tốt nhất có thể, từng ngày từng ngày. Thỉnh thoảng mấy bạn kiểu như đông quá, nhiều bạn mới vào làm á, mấy bạn hay bị quên phản hồi, mình xin lỗi rồi xong rồi mình gửi lại một cái phần nước nó tương đương với cái sản phẩm mà khách đã mua trước đó mà bị... Bữa nào mà có đi ngang quận 1 mà tìm cái quán chiêu chiêu ngồi tám chuyện mát mẻ vỉa hè mà phải có một cái ly nước ngon nữa thì chỗ này đáng cho bạn lưu danh sách nha.